Chào mừng quý anh chị và quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của em Khánh Hino. Hiện tại đang là những ngày đầu tiên của tháng mới, tháng 3 năm 2024 quý anh chị ha, năm Giáp Thìn, cũng như là đã kết thúc một tháng xem như là nghỉ dưỡng về Tết Nguyên Đán 2024 năm Giáp Thìn. Thì cũng bắt đầu năm mới thì cũng kính chúc cho quý khách hàng cũng như là quý anh chị năm mới thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Và quay trở lại video ngày hôm nay, em cũng lên cho quý anh chị một cái phiên bản xe Hino XZU650. Và đây là phân khúc thấp nhất của nhà xe Hino, cũng như là được đóng một mẫu thùng khá là khác thường hơn so với những cái loại thùng trước kia. Và khách hàng bên em vừa ra số cho khách hàng, cũng như là bên em sẽ đang dập mica biển số, chưa lắp cái biển số lên cho khách hàng ha. Nhưng mà về đề can của cabin cũng như là đề can của biển số xe thì bên em cũng đã vừa ra cho khách hàng. Thì hiện tại bây giờ khách hàng đang ở thành phố Hồ Chí Minh, và chính xác là đang ở quận Bình Thạnh quý anh chị ha. Thì cũng xin cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Phát Đạt tại quận Bình Thạnh đã tin tưởng ủng hộ tại Hino Đại Phát Tính anh em một cái phiên bản Hino thùng lửng. Với tải trọng cho phép chở của phiên bản này đang là 1 tấn 750 quý anh chị ha. Phù hợp cho những quý anh chị cũng như là quý công ty vận tải nào chở những mặt hàng chạy vào di chuyển vào trong thành phố, giao nhận vào ban ngày, hoặc là có thể di chuyển vào ban đêm rất là thoải mái ha. Và điều đặc biệt hơn là những quý anh chị cũng như là anh em nào đang có bằng lái B2 thì mình lái cũng cực kỳ thoải mái luôn quý anh chị. Đối với phiên bản XZU 650 này thì về cái phiên bản mà Xenon Sexy cũng như là những cái mẫu mà thùng mua bạc, thùng kính thì em review rất là nhiều cho những quý anh chị cũng như là khách hàng đã xem những video trước đó của em rồi. Nhưng trong video này em cũng sẽ tổng quát lại sơ bộ cho quý anh chị nắm về cái phiên bản mà XZU 650 này cho những quý anh chị nào chưa xem qua cũng như là đang có dự định đầu tư thì có thể tham khảo về phiên bản nằm ở phân khúc 300 này quý anh chị ha. Đối với phiên bản XZU 650 này là một cái phân khúc mà được nhập CKD 3 cục quý anh chị, bao gồm cabin, sexy và động cơ ha, được lắp ráp tại nhà máy Hino đặt tại Việt Nam quý anh chị ha, cũng như là sẽ được vận chuyển bằng xe một lòng cung cấp vào các đại lý trong khu vực miền Trung miền Nam mình ha, để đến tay khách hàng. Và bên em cũng vừa hoàn thành một cái sản phẩm thùng lửng ha cho khách hàng, công ty giao nhận vận tải về để chuyển những cái mặt hàng về vận tải ha. Ngoài ra thì cái video trước thì em có quay về cái phiên bản XZU 650 luôn quý anh chị, cái phiên bản mà thùng lửng chở kính ha, nó sẽ có cái giá chữ A phía trên. Và đối với phiên bản này là phiên bản thùng lửng không có giá chữ A ở trên quý anh chị ha. Đó, với cái Xenon Sexy thì hiện tại bây giờ ở thời điểm mà đầu tháng 3 tại Hino Đại Phát Tính bên em với cái mức giá là 630 triệu quý anh chị ha. Cũng như là đối với phiên bản Hino 300 series này đang có chương trình khuyến mãi giảm ngay 5 triệu đồng tiền mặt tại Hino Đại Phát Tính bên em. Còn về thùng xe thì quý anh chị có thể đóng thùng sắt tiêu chuẩn giống như công ty Phát Đạt này, hoặc là có thể đóng thùng inox 430 hoặc là inox 304 phù hợp với lại các hàng hóa quý anh chị chuyên chở ha. Với cái thiết kế một cái form khá là nhỏ gọn như thế này quý anh chị, vẫn được trang bị cho mình là 3 ghế ngồi bên trong ha. Nhưng mà về cái form thiết kế của phiên bản XZU 650 này, cái mã mà 1 tấn 9 ha, thì cabin nó rất là nhỏ gọn ha. Vẫn là thiết kế logo chữ H cách điệu mạ chrome nằm vị trí trung tâm như thế này, kết hợp là về mặt ga lăng màu trắng ha. Đấy, nhận diện thương hiệu của Hino luôn. Bên trái vẫn là cái tem Hino ha. Đây, cái tem thôi chứ không phải là cái logo mạ chrome đâu quý anh chị. Bên phải thì sẽ là nằm ở phân khúc 300 series. Và cái phân khúc Hino 300 series thì nó có rất là nhiều phân khúc tải, ví dụ như 1 tấn 9 như hiện tại ha. Xong rồi 2 tấn 4, rồi 3 tấn rưỡi và 5 tấn luôn quý anh chị ha. Ngoài ra thì cái phiên bản mà XZU 650 này hiện tại bắt đầu từ 2021 trở đi, nó sẽ có một cái phân khúc gọi là phân khúc nâng tải quý anh chị ha. Sẽ là có cái phân khúc tải là 3 tấn 450, cũng như là tổng tải sẽ là 6 tấn rưỡi. Và điều đặc biệt hơn là thùng chỉ lọt lòng thùng chiều dài 4,5 m thôi, phù hợp cho những quý anh chị nào đang có nhu cầu chạy những mặt hàng chạy bằng lái B2 cũng như là chạy những mặt hàng ở thôn quê, dễ quay đầu, dễ vận chuyển, chạy hàng hóa vào thành phố cũng như là di chuyển vào chợ đầu mối rất là nhỏ gọn ha. Với hệ thống trang bị hệ thống đèn halogen, một cái bảng cực kỳ lớn như thế này, bao gồm là đèn xi nhan pha cốt vaccine kết hợp về một cụm quý anh chị ha. Và dạng đèn này đang là dạng đèn halogen, và cái góc chóa đèn bên trong này có thể điều chỉnh lên xuống phù hợp với là cái cung đường quý anh chị di chuyển vào bằng phẳng hoặc là đèo dốc ha. Phía dưới là dạng cản cản nhựa và kết hợp hai bên là dạng đèn led ha. Và đây là đèn sương mù.
phía trên thì cũng trang bị một cái kính chắn gió dạng vòm như thế này quý anh chị. Hai bên là hai cái cần gạt mưa ha. Về hệ thống gương thì cũng là thật sự là về cái một điểm hạn chế đối với cái dòng Hino nằm ở phân khúc 300, kể cả phân khúc Hino 500 luôn quý anh chị. 500 thì trước những cái thời điểm trước thì nó sẽ có cái phân khúc Hino FC và sẽ không có cái gương cầu lồi phía trước này ha. Nhưng đến với Hino Đại Phát Tính cũng như là đến với em Khánh Hino, em sẽ có giải pháp cũng như là sẽ có gương cầu lồi cho quý anh chị ha. Quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Em có thể cung cấp cái gương cầu lồi phía trước để quý anh chị có thể quan sát được phía trước của cái đầu cabin mình ha. Rất là dễ quan sát. Về hệ thống gương thì vẫn được trang bị cho mình là hai gương như thế này quý anh chị, bao gồm một gương U phía trên ha, một gương vuông phía dưới ha, cũng như là gọng vuông này, gọng của kính này ha, có thể là di chuyển qua lại rất là thoải mái quý anh chị đó. Và nhiều anh em cũng như là quý khách hàng hỏi với em Khánh rằng là gương này có chỉnh điện hoặc là có sấy gương hay không. Xin thưa quý anh em cũng như là quý khách hàng là về tất cả các dòng xe của Hino, từ phân khúc Hino tải nhỏ 300, 500 và 700 đều không được trang bị là gương chỉnh điện hoặc là sấy gương quý chị ha, đều chạy bằng cơm đấy. Tiếp đến nữa là về không gian nội thất bên trong thì quý anh chị có thể xem trực tiếp tại đây. Mời anh Caramel di chuyển vào bên trong để cho khách hàng có thể xem và tham khảo qua ha. Đấy, quý anh chị có thể xem trực tiếp tại đây. Phiên bản này sẽ được trang bị cho mình tuy là phân khúc khá là nhỏ gọn quý anh chị, nhưng mà sẽ được trang bị cho mình là ba ghế ngồi ha, ba ghế ngồi, một ghế tài và hai ghế phụ ha. Cũng như là về chằng những cái chiều cao, anh em có những cái chiều cao 1m6, 1m7, 1m8 ngồi cũng rất là thoải mái. Tuy là nó nhỏ gọn nhưng mà về cái không gian phía trên chằng quý anh chị có thể thấy ha, nó cũng rất là thoải mái như thế này. Em Khánh đang có chiều cao 1m8 thì ngồi cũng rất là thoải mái quý anh chị. Về xe thì trang bị quý anh chị có thể thấy về những cái góc chiếu bên ngoài, góc chữ A rất là nhỏ gọn cũng như là tầm quan sát cực kỳ rộng quý anh chị. Đó. Về phía gương thì bên hông hai bên thì gương cửa thì sẽ được gương chỉnh điện ha, auto một chạm phía bên tài và chỉnh cơ giữ ở phía bên phụ cũng như là lốp kính đầy đủ ha. Về vô lăng thì sẽ được trang bị cho mình là vô lăng hai chấu quý anh chị, kết hợp là về phần còi điện ở phía giữa ha. Ngoài ra thì quý anh chị thì về mình có thể trang bị thêm còi sò, nó sẽ ngăn 3 tiếng hoặc 5 tiếng thì nó sẽ hay hơn ha, cũng như là sẽ vang dội hơn. Bảng đồng hồ trung tâm thì trang bị rất là đầy đủ như thế này, một tua máy, cái mét trên giờ, rồi đồng hồ Edo, mức nhiên liệu điện tử ha. Mà một điểm cộng nữa là về phiên bản Euro 4, phiên bản ga điện quý anh chị. Thì trên bảng đồng hồ trung tâm thì mỗi buổi sáng thì quý anh chị sẽ kiểm tra được những cái lỗi cũng như là trang bị, ví dụ như nước làm mát, nước rửa kính hoặc là cái động cơ, hệ thống phanh mình có lỗi gì là mình có thể xử lý trước khi vận hành ha. Đấy. Về cần hai bên của cột vô lăng thì vẫn được trang bị cho mình là đèn pha cốt vaccine, xin nhan, cũng như là bên phải thì cần rạc mưa và hệ thống phanh Coupo. Một điểm cộng đối với phiên bản Hino 300 series, em Khánh cực kỳ thích đối với phiên bản mà tất cả phiên bản của Hino luôn anh chị, không riêng về phiên bản đàn em Hino 300 ha. Xe sẽ được trang bị cho mình là hệ thống phanh Coupo hay còn gọi là phanh động cơ, được trang bị cùng với lại cái cần gạt mưa như thế này. Khi quý anh chị mà gạt cần lẫy xuống thì phía bên đồng hồ trung tâm nó sẽ được hiển thị trên phía bên đồng hồ ha. Đấy, cái hình như thế này. Và nhiều anh em khách hàng cũng như là anh em có thể là sơ ý khi mà mình gài vào thì khi mà thấy cái động cơ nó sẽ bị ì xuống cũng như là về anh em đạp ga nó không bốc ha, đó là điều thực tế tại vì đó là hệ thống phanh động cơ hay còn gọi là phanh Coupo ha. Đấy. Tiếp đến nữa là về bộ giải trí thì xe được trang bị cho mình là hệ thống radio cơ bản như thế này thôi quý anh chị, USB ha, Bluetooth ha, đẹp em ha. Đấy, còn phía dưới thì sẽ được trang bị cho mình là về cái máy lạnh Denso 2 triệu theo xe, sẵn theo xe luôn quý anh chị. Và kết hợp phía dưới nữa là như lúc nãy em có trao đổi quý anh chị là về cái đèn pha cốt vaccine phía trước quý anh chị á, có thể điều chỉnh bằng motor điện luôn ha, có thể điều chỉnh 5 cấp độ như thế này, phù hợp lên xuống với lại cái cung đường quý anh chị di chuyển là bằng đường bằng phẳng hoặc là đường đèo dốc ha, xa gần. Và hệ thống đèn ưu tiên hay còn gọi là đèn báo nguy sẽ nằm vị trí ở đây, nút gợi ha. Còn đối với những phiên bản Hino 500 nó sẽ nằm cùng trên cái cần của gạt mưa. Đấy. Về những cái hộc để nước cũng như là đối với phiên bản Hino 300 là hai bên tài và phụ đều có anh chị, cũng như là những cái hộc để đồ rất là đầy đủ như thế này ha. Về cần phanh đổ thì mà anh Caramel di chuyển qua đây, phanh đổ thì đối với phiên bản nhỏ thì nó sẽ được trang bị cho mình là 5 số thôi anh chị, 5 số tiến và 1 số lùi ha. Cần số, sorry anh chị, còn phanh đổ thì là phanh tăng trống cơ bản như thế này thôi. Đó. Tiếp đến nữa là em sẽ review cũng như là giới thiệu cho quý anh chị về cái trang bị về cái động cơ đối với trên phiên bản Hino 300 series này. Đó.
Thì đối với phiên bản Isuzu 650-300 series sẽ được trang bị cho mình đó là một cái khối động cơ cực kỳ to và khủng của anh chị, cũng như là xem như là lớn nhất trong phân khúc Hino 300 series ha. Sẽ được trang bị cho mình là động cơ dầu với cái hệ thống phun nhiên liệu là phun nhiên liệu điện tử common rail, với trang bị là 4 máy ship thẳng hàng như thế này ha. Và cái dung tích xy lanh cực kỳ to của anh chị, lên đến là 4.009cc, và nó sản sinh một cái khối công suất cực kỳ khủng, cũng như là lớn nhất trong phân khúc, tự tin là phân khúc 2.4 đổ xuống của những dòng xe đối thủ ha, với công suất là 136 mã lực đấy. Và nó sản sinh về cái mô men xoắn hiện tại bây giờ nó là 1.400 vòng trên phút ha, đó cực kỳ khỏe đó. Và cho quý anh chị vận hành êm ái, và hộp số sẽ được trang bị cho mình là hộp số 5 cấp, 5 số tiến và 1 số lùi. Bên phụ thì sẽ được trang bị cho mình một cái mục turbo tăng áp rất là to như thế này ha, giúp cho xe của anh chị khi mà đi đèo dốc cũng như là đi quá tải cực kỳ khỏe. Tuy nhiên là về cái phiên bản Hino 300 series này trang bị một cái dung tích xy lanh lên tới 4.009 ha, nhưng mà về cái mức tiêu hao nhiên liệu là hiện tại bây giờ cực kỳ khỏe của anh chị, nó chỉ dao động đâu đó tầm khoảng là từ 9 cho tới 10.5 lít trên 100 km khi có tải đi đường trường nha quý anh chị, cũng như là đường hỗn hợp ha. Rồi tiếp đến nữa là em sẽ đánh giá chi tiết hơn cho quý anh chị nắm rõ hơn về kết cấu thùng xe. Hiện tại bây giờ khách hàng công ty Phát Đạt yêu cầu bên em đóng mẫu thùng lửng như thế này cho khách hàng, đó là mẫu thùng lửng ha, mở sẽ là mở 5 bẩn với kích thước lọt lòng thùng chiều dài như trước mắt quý anh chị. Đây là lọt lòng thùng chiều dài 4,5 m, chiều ngang 1,73 m, và chiều cao của bẩn hiện tại bây giờ đang rơi đâu đó khoảng 0,49 m ha, hay còn gọi là nửa mét đấy. Về bẩn thì sẽ được sử dụng là vật liệu ở đây là đều là thép hết quý anh chị. Em sẽ đi từ dàn chân lên trên cho quý anh chị ha. Tiếp đà đầu tiên là về dàn đà, đà này hiện tại bây giờ khách hàng sử dụng đà dọc và đà ngang là đà thép đúc quý anh chị ha. Đấy, quý anh chị có thể xem ha, đà dọc và đà ngang, kết nối đà dọc và bát chống xô sẽ là cao su ở giữa cũng như là bát chống xô ha. Về cản hông và cản sau thì đối với phiên bản này thường thì đối với mẫu thùng lửng hoặc là một mẫu thùng lửng gắn cẩu thì khách hàng sẽ đóng sắt, đều là sắt thôi quý anh chị. Ngoài ra thì quý anh chị cũng như là khách hàng nào đang có nhu cầu về inox thì bên em vẫn đáp ứng được ha, cản sau cũng là sắt luôn. Về bẩn sẽ là mở 5 bẩn. Về cái khung bẩn nè, sử dụng hiện tại bây giờ đang là hộp 48 ha. Đấy, sử dụng hộp 48. Cũng như là về cái vách của bẩn thì bên em đang sử dụng là vách trắng luôn anh chị có thể thấy ha. Xương của bẩn hiện tại bây giờ sử dụng là xương đứng bên trong của thùng và anh caramel di chuyển vào bên trong. Xương đứng của thùng cũng là sử dụng là xương bằng sắt luôn anh chị. Đấy, em sẽ mở về cái bẩn phía sau ha. Như về phiên bản xe nền thì sẽ được bảo hành cho mình lên đến đó là 7 năm, còn riêng về thùng xe thì bên em sẽ bảo hành cho mình 1 năm. Quý anh chị có thể xem ở đây trực tiếp tại đây, nó có cái tấm lắc hay còn gọi là cái thông tin của sản phẩm về bảo hành ha. Tên sản phẩm Isuzu thùng lửng ha, ngày sản xuất là tháng 3 năm 2024, bên em sẽ bảo hành 1 năm cho tới tháng 3 của 2025 quý anh chị. Đấy, em sẽ hạ bẩn bên đây xuống cũng như là hạ bẩn bên phụ xuống cho quý anh chị xem ở cái mẫu thùng lửng này. Nó sẽ có một điểm hay cũng như là một điểm cộng đối với phiên bản này, phù hợp cho những anh chị cũng như là khách hàng nào chở những cái mặt hàng mà cần lên xuống hàng hóa bên hông hoặc là từ trên xuống ha. Rất là thoải mái quý anh chị, bởi vì thùng xe tuy là được trang bị cho mình là 6 trụ, tuy nhiên 2 trụ trước sẽ làm chết ha, cố định ha. Còn đối với 4 cái trụ ở phía sau thì sẽ được làm sóng như thế này, quý anh chị có thể tháo rời ra ha, rất là thoải mái. Ngoài ra thì những anh em cũng như là quý khách hàng nào mà không cần tháo rời làm sóng trụ thì bên em cũng có thể là hàng cố định cho mình luôn. Đấy, quý anh chị có thể thấy ha, 4 cái trụ phía sau này sẽ được làm sóng nè, mình có thể lên hàng hóa phía bên hông hoặc là phía sau cũng đều rất là thoải mái. Đấy, về sàn thùng thì hiện tại bây giờ đối với phiên bản Hino 300 series sàn nhỏ này, dòng nhỏ này thì bên em sử dụng là sàn sắt ha, 2,5 ly. Quý anh chị có thể để phẳng giống như thế này hoặc là có thể dập lá me hoặc là chắn sóng ha. Nhưng mà thường thùng lửng thì em thấy sẽ thấy khách hàng một là để phẳng, hai là dập lá me là chính quý anh chị ha. Đấy là như thế. Còn về mà yêu cầu quý anh chị mà tăng, có thể tăng cái độ dày lên thì bên em vẫn đáp ứng được. Nếu mà quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em Khánh qua số hotline em đã để bên cạnh màn hình, 0938 285 259 ha. Em sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn về cái kết cấu thùng xe, về vật liệu phù hợp với lại cái hàng hóa quý anh chị chuyên chở, cũng như là về độ dày phù hợp với lại cái nhu cầu của mình ha. Cũng như là về cái phiên bản Hino 300 series này, quý anh chị có thể hỗ trợ trả góp qua ngân hàng ha.
anh chị chỉ cần trả trước đâu đó tầm khoảng từ 180 triệu cho tới 200 triệu là quý anh chị sở hữu ngay cái phiên bản Hino 300 series, mà phiên bản mẫu thùng lửng như thế này, với tải trọng cho phép chở là 1 tấn 750, tổng tải sẽ là 4 tấn 990, phù hợp cho quý anh chị di chuyển vào trong thành phố cũng như là chở đa dạng các mặt hàng khác nhau. Đó, quý anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em sẽ hỗ trợ giải đáp tư vấn cho quý anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở video tiếp theo.